Xin chào các bác đã đến với kênh YouTube của nhà Thanh Huyền. Đối Thanh Huyền lên sóng một cái em 2 lít 2 đến từ thương hiệu Tiger các bác nhé. Và đây là dòng VIP chúng ta thấy rằng là cái lấy nước chúng ta sẽ ấn ở đây chứ không phải là các nút ở trên này. Màn hình thì sẽ thể hiện 4 nhiệt độ ủ 70, 80, 90 và 98 độ C. Ngoài ra có các chế độ là không ủ các bác nhé. Rất là tiện lợi. Đế xoay thoải mái luôn này. Và em này thêm một cái điểm cộng nữa, một ưu điểm nữa mà chúng ta cần phải nhắc tới, đó là em nó sản xuất tại Nhật Bản luôn. Chúng ta sẽ xem nhìn thấy cái chữ Made in Japan. Đây, Made in Japan đó. Công suất của em nó là 700W thì cần phải cắm qua cái bộ đổi nguồn tối thiểu là 1000V. Dây điện là dây hít cắm rời. Đây, như thế này. Ta sẽ hít vào đây. Giá của em nó chỉ với là 1.400.000 đồng các bác nhé. 1.400.000 đồng. Chúng ta sở hữu ngay được một cái em bình kiểu dáng rất là độc lạ. Đấy là thương hiệu Tiger. Dung tích 2,2 lít. Chúng ta xem lòng bên trong này. Lòng bên trong quay cận cảnh cho bác thấy luôn. Đó, xoang đây, không có đứt rách gì hết luôn. Rồi chúng ta sẽ đổ nước vào để thao tác em nó nhé. Màn hình này thể hiện nhiệt độ đun ở trong bình là bao nhiêu độ C, cũng như là thể hiện cái chu trình sẽ đun xong vào trong bao lâu sẽ đun xong các bác nhé. Và thêm một cái ưu điểm nữa là em này các bác nhìn thấy đây, đèn sáng rực ở trong cái vạch chia nước các bác nhé. Rất là sáng, màu cam luôn. Màn hình thì hiển thị nhiệt độ đang đun ở trong bình là 98 độ C. Hiển thị còn 5 phút nữa. 5 phút nữa là sẽ hoàn thành chu trình đun luôn. Chúng ta có thể điều chỉnh cái nhiệt độ ủ ở đây. Đây, 80, 70, 98, còn 3 phút nữa. Công nghệ VE là công nghệ VIP nhất của bình thủy hiện nay. Là công nghệ cách nhiệt chân không, siêu giữ nóng, rất tiết kiệm điện. Mở khóa này, lấy nước ra này, nước ra rất là đều trơn cho các bác luôn nhá. Mà giá một cái em bình VIP này chỉ với là bao nhiêu? Chỉ với là 1.400.000 đồng cho các bác luôn. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ chọn đời sau bảo hành cho các bác. Cực kỳ là ưu đãi, một cái giá Tết cho các bác ạ. Nước đã bắt đầu hơi sủi tăm lên rồi. Ngoài ra có cả cái chế độ không ủ đây. Đó, thì bình sẽ coi như là một cái phích nước thôi, sẽ giảm nhiệt độ dần dần theo nhiệt độ thời tiết bên ngoài. Rất là hay đúng không ạ? Và một cái em bình siêu VIP như thế này, giá chỉ với là 1.400.000 đồng, dành ngay cho bác nào mà đang muốn mua nó thì hãy nhấc máy ngay lên liên hệ với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy để có thể dây cầm nó về nhà. Và Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể các góc chụp của em nó cho các bác xem để các bác có thể nắm rõ hơn. Vâng, còn 2 phút nữa thì sẽ xong chu trình đấy các bác ạ. Cực kỳ là hay luôn nhá. Dòng VIP này thì không có nhiều đâu ạ. Bác nào ưng ý thì liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền nhá. Và Đồ Nhật Thanh Huyền thì luôn luôn ưu đãi bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc với giá có bảo hành 6 tháng 1.400.000 đồng đời này ạ. Giá chưa bao gồm bộ đổi nguồn luôn. Video xin phép được dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.